Rồi, chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trong phòng Zoom của mình sáng ngày hôm nay nhé. Ở trong Zoom của mình thì bao nhiêu anh chị đang ngồi để mà mình nghe những sáng hôm nay ạ. Anh chị nào mà đang ngồi dậy để nghe thì comment thêm số 5 nhé mọi người nhé. Bởi vì là theo cái kinh nghiệm mà hơn 4 năm làm copy các anh chị, theo kinh nghiệm của em ấy, thì sáng nào mà nằm cầm cái điện thoại xong rồi bắt đầu là nằm nằm để nghe là chỉ có 50 phút sau là em lại quay lại giấc ngủ êm đềm, các đồng đội vẫn đang học anh chị ạ. Đấy thì đấy là cái kinh nghiệm của em, cho nên là em rất là mong muốn là muốn biết là trong gương của mình thì bao anh chị mình đang ngồi và tuyệt vời hơn thì anh chị có thể là mở cam lên đúng không ạ. Em nhớ là có một lần em thức khuya thì xong rồi sáng nó dậy 5 AM xong rồi là ngồi học buồn ngủ quá. Em biết là em nằm là em chỉ 2 phút sau là em ngủ thôi. Thế là sáng hôm đấy là bắt buộc là ngồi dậy và mở cam để lỡ mình có ngủ cái là đồng đội của mình gọi mình dậy ngay. Thế là sáng đấy em ngủ thật các anh chị ạ. Tức là cái câu chuyện kể ra cho các anh chị thấy là cũng có những lần là mình cũng rất là muốn học lên nhưng mà buồn ngủ quá. Ngồi mà vẫn không ngủ được, ngủ gật gù trong một vài phút giây nào đấy. Thế xong đồng đội gọi cái là bừng tỉnh. Đấy. Thế cho nên là nếu như anh chị nào mà mình đang 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 nằm thì cố gắng là ngồi dậy với em, bây giờ cũng đã là 6 giờ kém rồi, cũng không phải là quá sớm đúng không ạ. Rồi thì trong đây thì hầu hết là nhìn thấy toàn các gương mặt thân quen, cho nên là em cũng sẽ không giới thiệu về bản thân nữa nhé. Thì em sẽ bắt đầu cái nội dung sáng hôm nay luôn, bởi vì là hôm nay thứ bảy đến biết là chắc là cũng có những chị là vẫn còn đi làm, thế cho nên là mình cũng sẽ bắt đầu và gói gọn trong khoảng 1 giờ đồng hồ đến 6:30. Thế nên là mình cố gắng là dành cái sự tập trung với nhau được không anh chị? Ok chưa ạ? Anh chị nào mà ok sẵn sàng thì comment giúp em là sẵn sàng để em bắt đầu cái nội dung sáng hôm nay. Rồi, em sẽ chia sẻ màn hình nha. Các anh chị thấy màn hình chưa? Anh chị thấy màn hình chưa? Thấy thì comment cho em xuống. Số 2. Thế rồi đúng không ạ? Cho em hỏi là trong Zoom của mình ấy thì có bao nhiêu anh chị, là trong Zoom của mình thì có bao nhiêu anh chị là mình đến với Dropy qua mối quan hệ, và bao nhiêu anh chị đến với Dropy qua mối quan hệ, thì comment giúp em là comment cho nó nhanh, comment cho số 3. Đấy. Còn không thì còn nếu mà các bạn đến với data thì comment số không. Tuyệt vời đấy. Thế thì em cứ nghĩ là ít cơ chia sẻ với anh chị là em ấy, thì khi mà đến với Rocky là em cũng cũng đến qua một con sách chứ em không có đến từ data các anh chị. Nhưng mà cái câu chuyện khi mà em đến với Rocky thì là do một cái người bạn của hai vợ chồng giới thiệu đấy. Thì ngày đấy là anh ấy nói với em rất là đơn giản luôn. Anh ấy đúng cái đợt Covid năm 2020 thì trước đấy thì em cũng có bán lặt vặt online và linh tinh một số thứ ở trên online. Nhưng mà thực sự là Covid thì nó rất là khó khăn, các anh chị biết rồi đấy. Không làm ăn được cái gì cả. Bán online trước thì cứ phải nhập chỗ này bán chỗ kia đi ship, bởi vì công việc chính của em phải đến đấy là em làm ở nước. Nên là mình vẫn phải buôn bán lặt vặt để kiếm thêm các anh chị. Thế sau đấy thì nghe bạn của mình nói là em ơi làm cái này đi, bây giờ Covid mình vẫn không cần đi ship hàng, cứ làm được, đặc biệt là không cần ôm hàng. Thế là vì bởi vì là mình có cái niềm tin với cái người bạn của mình, cho nên là em đã đồng ý nhận lời làm. Sau đấy thì mình mới học cách làm sao anh chị, bởi vì mình rất là tin. Nó không giống như là nhiều anh chị là đến từ data, nên mình cần phải có quá trình tìm hiểu qua PVP này kia đúng không ạ. Đấy cho nên là gì khi mà vào Dropy thì đấy là cái câu chuyện mà em đã kể đi kể lại rất là nhiều lần. Mình đến bằng cái niềm tin và mình làm từ đó cho đến bây giờ hơn 4 năm rồi đó. Thì ở trong Dropy ấy, thì theo thì để mà mình có một cái kinh doanh thành công, mình có một kết quả tốt thì theo những anh chị thì mình sẽ phải làm bao nhiêu việc anh chị? Mình sẽ phải làm những việc gì ạ? Có 3 việc đúng không ạ? Bao nhiêu chị là nhớ là mình cần phải làm những việc gì? Mình comment cho em nhé. 3 việc mà mình cần phải làm để có một cái kết quả kinh doanh tốt là gì ạ? Sáng cứ chị cứ cứ em cứ cứ hay hỏi hỏi mọi người đấy để mọi người động đậy cái bàn tay cho đỡ buồn ngủ lại. Nào mọi người ơi, những cái bàn tay của mọi người đâu rồi ạ? Việc đầu tiên đấy là chúng ta sẽ bán hàng, đúng rồi. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ bán hàng. Việc thứ hai là chúng ta sẽ
chia sẻ. Em rất là thích cái câu chia sẻ. Đấy, em rất thích câu chia sẻ, thích câu tuyển dụng lắm. Bởi vì có phải là tuyển người ta về làm nhân viên cho mình đâu, đúng không ạ? Chia sẻ hoặc lan tỏa. Đúng rồi. Và việc thứ ba, đấy là chúng ta sẽ chăm sóc, đúng không ạ? Chăm sóc thì nó sẽ có ba cái việc như vậy mà chúng ta làm thường xuyên và liên tục. Vậy thì trong này, những anh chị nào mình đã kiếm được tiền rồi, anh chị nào kiếm được tiền rồi thì comment giúp em số 8. Khi mà mình kiếm được tiền rồi và mình thấy rằng là nhìn sang bên này, nhìn bên kia, đúng không ạ? Nhìn thấy chị ngoan, chị đã bán hàng xong, chị bắt đầu đi tuyển dụng rồi, là nhìn sang gì ạ, chị lụa, đúng không ạ? Kiếm được tiền rồi bắt đầu làm sang hoạt động là chia sẻ, bởi vì mình rất là mong muốn là có thể chia sẻ cái công việc này với những người xung quanh, làm sao người ta cũng biết được rằng là à, ở đây có một cái chỗ mà kiếm được tiền đấy các bạn, nhưng mà không có một cái rủi ro nào hết, gần như là không. Bây giờ em nói với mọi người là vào Robby gần như là không, tại sao lại như thế? Mặc dù là gì, mới đầu chúng ta đăng ký là cái phí là 599.000, nhưng mà lại có cái chương trình là ngày 10 cái app mon cho khách hàng trong một tháng công ty tặng. Có nghĩa là nếu như chúng ta mặc sức chúng ta làm thì coi như chúng ta vào Robby gần như không, có cơ hội như thế mình không chia sẻ, đúng không ạ? À, trước đây khi mà làm công ăn lương ở trong nhà nước anh chị, thì thực sự là cái lương tháng của em cái thời điểm đấy, em nhớ là mentor hàng bạn có hỏi em là lương tháng bao nhiêu, mà em nói ra em rất là xấu hổ. Em nói luôn em rất là xấu hổ vì là ít quá, làm nhà nước anh chị biết rồi, lương theo hệ số tháng em kiếm được có vài triệu thôi, và mình cũng rất là nhiều lần muốn giúp đỡ người khác nhưng mà mình chẳng biết giúp thế nào cả. Bởi vì có nhiều khi ấy, thì chưa hết tháng là đã hết tiền. Trong này có anh chị nào giống em không? Chưa hết tháng là đã hết tiền. Lương nhà nước nó thế mà. Một một chồng hai con, đúng không ạ? Làm sao mà đủ được? Đến giữa tháng là đã phải cân đo đong đếm rồi. Thế cho nên là mình giúp mình còn không xong, mà đôi khi làm sao mà giúp được người khác, đúng không mọi người? Nhưng mà vào Dropy thì mình hoàn toàn có thể giúp được người khác. Đó. Em nhớ là trong cái thời gian em làm với bên Shopee thì em có một số cái người bạn nhắn tin cho mình hỏi mình thuê tiền. Trời ơi, sao mình làm nhà nước mà có người nghĩ đến là cuối tháng hỏi mình vẫn còn tiền. Em mới bảo là chị ơi, bây giờ thật sự là em rất là muốn giúp chị, thế nhưng mà em cái lương của em nó hết rồi, nhưng mà em có cách giúp chị đấy, nhưng chị vào bán hàng với em đi. Chị vào bán hàng với em đi cái kênh này kiếm tiền. Ví dụ chị bán được cái chiết khấu đang là 30%, thì nếu như mà 30 đến 40%, em đến trung bình là 30%. Nếu như bây giờ chị bán hàng với em, đúng không? Chị bán hàng với em, chị bán doanh số 30 triệu một tháng là chị có 10 triệu rồi. Bán đi chị, và bán cùng với em đi, không không có tiền cho chị vay nhưng mà em có để giúp chị. Đấy, em đã từng có những câu chuyện như thế kể mọi người. Được chưa ạ? Đấy, thế cho nên là khi mà mình đi có được lan tỏa và chia sẻ thì có nghĩa là mình đang giúp đỡ người khác. Và ở đây ấy, thì thực ra nó sẽ có rất là nhiều cái lý do tại sao mình lại cần chia sẻ. Tại sao mình cần chia sẻ? Em mất một khoảng thời gian rất là dài, một khoảng thời gian rất là dài khi mà ở vào Robby, tức là mất gần 1 năm em không hiểu chính sách của Robby, bởi vì mình rất là lười. Lười lắm, con thì bé, nói đến học 5 giờ sáng nên là dành 23 tiếng không chính sách trả thưởng, chính sách hợp tác. Là em lười, em cũng có học, em chỉ loanh quanh đi bán hàng một mình với anh chị gần 1 năm trời như thế. Đấy. Nhưng mà cái chiếc phố bán lẻ thì thời điểm đấy là khoảng tối đa là 45%. Nhưng mà lúc ẩn lúc hiện có lúc không, đúng không ạ? Trong này anh chị nào mà chưa có cái tiền marketing thì chị sẽ thấy là cái tiền bán lẻ thì mình bán thì mình có tiền, bán được thì mình có tiền, mà không bán được thì mình không có tiền và nó không bền. Em thấy rất nhiều anh chị là vào Dropy là có những chị là bán doanh số 200-300 triệu một tháng, nhưng mà sau đấy thì một thời gian không thấy đâu nữa, bởi vì là lúc có lúc không, lúc ẩn thị và nó không bền, đúng không ạ? Và cái nữa là bởi vì cái sức của mình làm một mình ý, thì đương nhiên là nó có giới hạn. Mọi người có thấy thế không? Có thì comment là có nhé. Lúc nào không bán được hàng thì buồn lắm đấy. Cái đợt mà gần một năm khi mà em vào Dropy em bán hàng không được, hay là có chị vì đang bị đúng đúng mà thấy nhiều người bị như thế mà. Có những anh chị là vào Shopee thì xong là bán xong không được, xong một thời gian sau lại mất. Em gần 1 năm đấy nhé, cái thời điểm đấy là khoảng 8 tháng 9 tháng 9 tháng, mà trước đấy là cũng có những tháng bán hàng rất tốt nhé, bởi vì em theo cái lai hàng của Chen bán hàng rất tốt. Thế sau đấy thì
3 tháng sau mình thấy chán, làm copy chẳng kiếm được tiền gì cả, làm mọi người bán xong mọi người cũng kiếm được 5 7, có những người thời điểm đấy kiếm được 5 7 triệu, 10 triệu, 20 triệu, mọi người cứ bán được nhiều kiếm được nhiều. Rồi là vì mọi người cứ bán được có thù lao marketing. Thù lao marketing là cái gì? Bởi vì không học chính sách em chả biết mấy cái đấy là cái gì, đúng không? Mọi người trong trong này ai chưa học chính sách trả thưởng, chưa học chính sách trả thưởng comment lên chứ không đấy, mình chẳng hiểu nó cái gì cả. Thế sau rồi lúc đấy thì cái tháng mà mình thấy mình đi một mình chán, có tháng kiếm được 180.000, có tháng kiếm được 180.000, trời ơi buồn quá. Thì sao mà em mới nghĩ là thôi bây giờ phải tìm hiểu về cái chính sách marketing thôi, xem nó là cái gì. Thì bắt đầu là học tìm hiểu, mình trời ơi thảo là mọi người kiếm được nhiều tiền thế, mọi người tháng nào có tiền marketing đều đặt ngày 15 đấy. Xong rồi mình bắt đầu hỏi với cả mentor của em, đấy là mentor hàng Phạm, là chia sẻ với mình về chính sách. Thì mình mới biết là tại sao mình phải xây dựng kênh phân phối, tại sao mình phải chia sẻ. Và ngay lập tức làm sim, mọi người không cần phải mời đi, sim vào team 100 độ C để mình bắt đầu học và chia sẻ, và học và biết cách chia sẻ. Thì từ đó cho đến bây giờ hơn 3 năm, gần 1 năm đầu tiên đúng không, thì hơn 3 năm sau là em liên tục cái hoạt động chia sẻ của mình, đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục chia sẻ và xây dựng cho mình một cái kênh phân phối để mình kiếm được cái khoản tiền là 6, 9, 12%, thậm chí thưởng đi du lịch các thứ rất là nhiều. Người là năm ngoái thì được thưởng rồi đi du lịch đi Đài Loan, năm nay thì đi tiếp đi Singapore và Malaysia, cuối năm nay đầu tháng 12 là sẽ đi đó. Và thứ ba nữa là nó sẽ có cái ý nghĩa riêng khi mà mình đi chia sẻ. Như vừa rồi em có nói ngày trước có một thân một mình làm công ăn lương không thể giúp đỡ được người khác, nhưng bây giờ nhìn cái đội ngũ mà đại lý của mình, mọi người kinh doanh cùng với mình, có những người kiếm được nhiều tiền hơn mình, đúng không mọi người? Có những người kiếm được nhiều tiền hơn mình, trong này có chị Vi vừa comment, chị Vi vừa comment, chị Vi cũng là trong hệ thống của Loan, là team của Ngọc Mai đúng không ạ? Chị vừa comment mấy tháng liền kiếm 16 đến 40 triệu, trời ơi ngày xưa mình làm gì có tiền mà cho người ta đi, là người ta cầm luôn cái tiêu tiền của người ta chứ không phải là cho vay người đó làm, đúng không? Người ta kiếm được nhiều tiền như vậy thì tại sao mình lại không chia sẻ, đúng không mọi người? Đó, đúng không ạ? Rồi, thế cho nên là nếu như mà anh chị nào mình đang có suy nghĩ là ngại thì mình cứ chia sẻ. Và hôm vừa rồi nhé, em đưa một anh người anh của em, anh con nhà bác, đưa lên cái sự kiện Expo trên Hà Nội. Thì sao ạ? Trước đấy hỏi em rất là nhiều về Rocky. Thế thì em nói là anh ơi, em rất là đam mê cái công việc này, em rất là đam mê chia sẻ công việc này. Tại vì sao? Em đã từng tham gia một số cái mô hình kinh doanh thì mình phải ôm hàng nhiều hàng rất nhiều, và thậm chí là có cái sự lừa đảo ở trong đấy. Nhưng mà em chia sẻ với Rocky em thấy vui, em thấy thích. Bởi vì sao? Nếu như mà không có cái chương trình là cài 10 add-on trên một tháng thì để thì tặng cái tháng phí nền tảng coi như không mất gì. Thì nếu như không có cái chương trình đấy thì cái người đại lý làm việc cùng với em họ chỉ là 3.000 một ngày, 100.000 một tháng, 3.000 một ngày, còn không bằng một nắm xôi hay một ly trà đá mà họ được kinh doanh, được kiếm tiền. Thì tại sao em không chia sẻ? Nên là em nói thật với anh là em đam mê nhưng mà không có rủi ro đấy. Thì Loan có chia sẻ như thế, sau đấy cái là anh đăng ký luôn, đăng ký và làm luôn đó, chia sẻ với mọi người như vậy. Rồi, nhưng mà để mà mình đi chia sẻ được thì các chị giúp Loan giúp em là nghiên cứu thật kỹ về cái chính sách. Tối thứ sáu hàng tuần sẽ có cái chương trình về chính sách đúng không ạ? Và cái chính sách này thì không phải là nghe một lần là hiểu luôn. Trong này ai chưa được nghe chính sách thì comment số 0. Anh chị nào mà chưa được nghe về chính sách thì comment số 0. Tối ngày hôm qua em có anh đại lý mới tháng vừa rồi thì em bán doanh số là 86 triệu và anh lên 1 sao luôn anh chị. Thế thì anh có em bảo là tối thứ sáu anh vào học chính sách đi, sau đấy thì ngồi lại với em chia sẻ và giải thích giúp em một lần nữa. Thì em nói là anh nghe xong, anh bảo em nghe xong quay cuồng đúng không? Thì chia sẻ với chị là nếu như mà mình muốn có được một cái mục tiêu, mình muốn hiểu cái chính sách ở Dropin như thế nào, cái chị giúp em là nghe thì chính sách này ít nhất là 3 lần, nhiều hơn thì càng tốt, để nó ngấm vào đầu đúng không, để nó ngấm vào đầu và để mình hiểu. Mình mới biết là nghe lần đầu tiên chỉ cái số má là cái chị sẽ nhức đầu, nên là nghe nhiều lần và sau đó ngồi lại với mentor của mình để mình có cái mục tiêu, có một kế hoạch và cái cách như thế nào để có thể chinh phục được những cái cột mốc ở trên cái sơ đồ trả thưởng như thế này. Trong này có một số anh chị là có nghe nó không, chắc là anh chị mới vào. Nếu mà mới vào mà chưa được nghe chính sách thì giúp em là nghe kỹ ít nhất là 3 lần các chị nhé. Em thấy là gần 1 năm em mới biết cái em mới chịu học chính sách
thì em thấy là nó rất là thiệt thòi. Trong khi đó những anh chị mà vào sau mình ấy, vào sau mình, vào cùng mình thì người ta đã có những khoản thù lao rất là tốt, người ta đã có thể chinh phục được cái này rồi, bởi vì đi 7 thì chỉ được 7 tháng trên một năm là chinh phục được cái cột mốc là 22 triệu rồi, thì có những chị là vào cùng với mình người ta làm luôn, người ta xây cái phân phối luôn thì người đã chinh phục được cái này rồi. Cho nên là mình thấy mình dại quá. Mình thấy mình dại quá, anh chị nào mình đang dại được em thì nghiên cứu ngay ngày hôm nay nhá. Mình tính của em làm sao rồi, và cái công thức để giúp các chị là có thể đạt được cái, có thể là mình nhanh chóng xây dựng những cái phân phối ấy, thì đó là cái công thức mà các anh chị mentor cũng như đại lý vẫn đang đang truyền nhau, đang hướng dẫn nhau. Đấy là công thức nhân bốn, tức là mình tuyển dụng theo, mình tuyển dụng 20G1, 20G1 thật là nhanh, 20 đại lý và có hoạt động nhé, có hoạt động và luôn luôn duy trì ở mức này. Sau đấy là gì, mình sẽ áp dụng cái công thức là xây dựng theo bốn, tức là mình lọc ra bốn người hoạt động mà bốn người hoạt động tích cực và cam kết, và cứ như vậy thì đến tận cái tầng sâu bên dưới thì anh chị sẽ phát triển rất là nhanh. Và em cũng đã đi theo cái công thức như thế này, mình làm rất là nhanh, tuyển thật nhanh 20G1, sau đấy là mình sẽ liên tục phát triển bên phía dưới, nó sẽ rất là nhanh anh chị ạ. Chứ còn nếu mà mình làm mình lâu, nó lâu đó. Có những chị chỉ làm cùng với em 3 4 năm nay rồi, vẫn đi một mình và nói với em là có những lúc thì chán, em bảo là thôi làm, nếu mà cứ chán như vậy thì thôi chứ còn làm gì nữa, đúng không mọi người? Nếu mà nó lâu quá thì mình phải xem lại cách làm nếu mình muốn làm tiếp, còn nếu mà nó không có kết quả thì mình xem lại xem là nó đã hiệu quả chưa, mình thay đổi hoặc là mình nghỉ đi, đúng không đó. Và sau đấy là gì, khi mà tuyển được rồi thì nếu mà theo cái công thức bây giờ thì mọi người đang hướng dẫn nhau là tháng đầu tiên, cái cột mốc đầu tiên mình chinh phục đấy là cái cột mốc newbie pro, thì tiếp tục là hướng dẫn cho họ, giúp họ bán và kiếm được 5 triệu đầu tiên, đúng không, 6 triệu boy là kiếm được 5 triệu đầu tiên đấy. Thì nếu mà có 20 đại lý G1 và mỗi người kiếm được 5 triệu đồng đấy, thì có phải là chúng ta sẽ có là 120 triệu của chúng ta lên 3 sao, chúng ta lên 3 sao. Theo chính sách giải thưởng thì 3 sao sẽ nhận về là 14,4 triệu tiền marketing. Đó, đây là cái tiền không đến trực tiếp từ việc mình đi bán hàng, mà nó đến từ kênh phân phối. Nó đến từ kênh phân phối. Các chị thử tưởng tượng xem, nếu như ngày xưa em chỉ có một công việc duy nhất là làm công ăn lương cho nhà nước thôi, thì cái lương của em ấy, nó chỉ được 7 triệu một tháng các chị. Đấy, chỉ được 7 triệu một tháng. Vậy thì nếu như mà lên có 3 sao trong một tháng, đúng không mọi người, từ việc chúng ta giúp đỡ 2 đại lý cũng thể kiếm 5 triệu đầu tiên ấy, thì chúng ta kiếm được phải là gấp đôi cái lương của em ngày xưa. Có những chị ở đây lương cao hơn em, nhưng mà em thật là lương nước mình thật đó. Rồi là gì, khi mà hỗ trợ được họ như vậy và mình có kết quả là cốt 3 sao, thì tiếp tục là hỗ trợ họ lên C3. Họ lên C3 nếu như mà có 4 người lên C3 thì có nghĩa là chúng ta trở thành M3. Và các chị biết rồi, các anh chị nào nghe về chính sách mình biết rồi, một M3 là cái thu nhập nó sẽ rơi vào khoảng từ 30 cho đến 50 triệu các chị ạ. Còn nếu như mình hỗ trợ 6 cái người đối tác của mình trở thành C3 và duy trì M1 thì có nghĩa là mình sẽ trở thành M6. M6 là cái thu nhập khoảng 60 đến 100 triệu. Còn nếu như như hai mentor của ta đúng không ạ, như mentor Hoàng Vũ, như mentor Hoàng Phạm của ta M9, thì cái thu nhập nó sẽ rơi vào khoảng là 90 triệu trở lên. Bởi vì cứ lấy trung bình là mỗi một cái đối tác 3 sao thì sẽ mang về cho mình khoảng 10 triệu, thậm chí là hơn. Còn đối tác 3 sao có tháng thì mang về cho em khoảng 30 đến 40 triệu. Đã có tháng như vậy, không phải đáng ngại như vậy, nhưng mà đã có tháng là mang về cho mình 30 đến 40 triệu. Và lấy mức trung bình là khoảng 10 triệu thì cứ một cái thị trường 3 sao thì sẽ mang về cho mình là 10 triệu tối thiểu một tháng. Đó, được chưa? Thì ba anh chị là mình sẽ mong muốn là sắp tới, thời gian tới mình sẽ có thể xây dựng được nhiều cái đối tác G1 và mình sẽ giúp được nhiều người trở thành cốt 3 sao hay M1. Anh chị nào muốn thì comment cho em là, muốn thì comment cho em là số 3 nhé. Đó. Bình thường muốn giúp người ta, muốn cho người ta tiền làm gì có, cho 300 ngàn chẳng có. Có khi là đi làm công, hay thật các chị ngày xưa làm công mà vay nhau 100 ngàn, 200 ngàn mà phải đòi ấy, đúng không mọi người? Nhưng mà nếu mà mình giúp người ta, mình hướng dẫn cho người ta kiếm được tiền, người ta bỏ túi, người ta tiêu,
thì đôi khi mình còn nhận được lời cảm ơn đúng không ạ? Rồi đúng không ạ? Rất nhiều anh chị comment số 3, chúc mừng anh chị, chúc mừng anh chị nhá. Rồi và thường ấy, khi mình đi chia sẻ nó sẽ có cái tỷ lệ anh chị, anh chị đừng nghĩ là mình cứ chia sẻ mình nhận lời. Trong này anh chị nào bị từ chối chưa? Anh chị nào bị từ chối comment số 5. Rất là nhiều người mình nghĩ là đặc biệt là hôm nay chúng ta sẽ nói về tuyển mối quan hệ, thì em nói là rất nhiều người những cái mối quan hệ của mình ấy, mình nghĩ là người này đang bán hàng online, mình chia sẻ với người ta sẽ đồng ý làm với mình luôn, bởi vì mình đang nhìn thấy người ta bán hàng online như mình. Nhưng người ta chỉ được bán một vài sản phẩm, thậm chí là người ta phải ô hàng rất nhiều, thậm chí là người ta không có như mình, thậm chí người ta không được đào tạo như mình, người ta chẳng được cái gì nhiều như mình cả. Mình thấy người ta bán hàng online như mình nhưng mà nhập tế bào luôn đây đúng không ạ? Mình thấy người ta rất là nhỏ nhưng mà mình muốn chia sẻ với người ta, mình nghĩ là chắc chắn mình chia sẻ với cùng người này cái khoảnh khắc của mình đã có là đã giúp người ta rất là nhiều. Nhưng khi mà đến chia sẻ với người ta bằng cả cái sự nhiệt huyết và gọi là bằng tất cả những cái lòng tốt của mình ấy, người ta từ chối và dội cho mình thì là vậy thì là vậy thì cái câu chuyện là gì? Khi mình đi chia sẻ mình phải chấp nhận đúng không ạ? Mình phải chấp nhận cái việc nó sẽ có một cái tỷ lệ chung. Mình không thể kỳ vọng rằng tất cả những người mình chia sẻ họ đều đồng ý làm với mình. Mình không thể hy vọng rằng là họ đều tin tưởng mình, tin tưởng vào giải pháp của mình. Đúng không mọi người? Cho nên cái việc mình có thành công hay là không thì phụ thuộc vào cái việc là mình chia sẻ với bao nhiêu người, cái danh sách của mình có bao nhiêu người để mình chia sẻ. Đúng không mọi người? Em xử lý đến hôm nay em xử lý phải đến 6 700 data rồi. 6 700 data là em mua từ công ty, em xử lý rất nhiều. Ngoài ra mối quan hệ của em liệt kê em ghi rất nhiều và bị từ chối rất nhiều lần. Nhưng mà cái tâm lý của em thì bình thường, có thể 1 2 lần thì hơi sượng nhưng chẳng sao cả, bởi vì mình có một cái niềm tin rất lớn vào công ty, mình có niềm tin rất lớn. Nếu như bạn từ chối tôi có nghĩa là bạn mất đi một cơ hội, thực tế là như vậy, thực tế là như vậy. Và có rất nhiều người là sau khi từ chối em đi làm linh tinh đầu tư mấy cái kênh gì đó mất khá là nhiều tiền đấy mọi người, sau đấy lại quay lại lo ơi thì cái làm cái nó tiền như thế nào. Thì lúc đấy ngày xưa tôi nói với bạn bạn không tin tôi, bây giờ bạn mới hỏi bao nhiêu người đã kiếm được tiền rồi đúng không mọi người? Đó cho nên là gì, mọi người hãy xác định là chắc chắn là sẽ bị những cái lời từ chối là chắc chắn. Người ta cần thời gian để người ta tin, nhưng bản thân mình phải luôn luôn vững một cái niềm tin, đừng có nghi ngờ gì cả thì mình mới chia sẻ mới nhiệt được. Còn nếu mình không tin, mình không yêu cái giải pháp của mình thì mình nói nó khó lắm. Thậm chí là đi chia sẻ một hai người ta bảo mình là chắc là lại lôi tao vào cái hội đa cấp chứ gì đấy, nghe như thế này lại bắt đầu là gì, có thể là mình vẫn tin thế nhưng mà mình lại bị lung lay, mình rõ mình không làm đa cấp mà nó bảo mình là làm đa cấp láo thôi đúng không ạ? Đấy thế nhưng mà mình phải có cái niềm tin thật là vững vàng, người ta nói cái gì thì vẫn nghe, vẫn phải bảo vệ cái niềm tin đó thì mình mới có thể làm được. Chứ còn nếu mà họ bảo mình là chắc là lôi thì các bạn ổn đó, thì xong rồi mình cũng nghĩ hay là thế nhỉ, mà tôi ngại lắm, ngại lắm không nói nữa đấy. Thế xong rồi về đấy là mình bắt đầu thôi chắc là mình chẳng hợp với cái công việc chia sẻ này đâu, mình không chia sẻ nữa được đúng không mọi người? Rồi nữa này, cho nên là cố gắng cái việc mình có thành công hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là cái danh sách khách hàng và danh sách đối tác của mình nó có nhiều hay là không. Nếu như mà nó ít đáng tí thế này, ví dụ nó có 10 người thôi, cái chị sẽ chia sẻ 10 người manh ra được một người miễn cưỡng đồng ý. Còn nếu như nó là 100 người thì có thể các chị sẽ có 10 người đồng ý với các chị, đồng ý làm với các chị. Nếu như nó là 1.000 người, em khẳng định các chị là phải có đến gần 100 người ta làm với mình. Các chị thử làm đi, nó là tỷ lệ đi đúng không? Nó là tỷ lệ đi. Có nhiều hôm em mời khách hàng đấy vào VIP em 13 người mà chốt 2 người luôn thì nó sẽ là cái chỗ hên xui, nhưng mà cái tỷ lệ trung bình nó sẽ là như vậy được không ạ? Và để mà mình có thể tuyển dụng chia sẻ lan tỏa được những cái đối tác tốt, những cái đối tác tiềm năng thì cái việc bản thân mình phải nâng cấp lên nó là đương nhiên đúng không ạ? Nó là đương nhiên. Vậy thì em có cần biết là thực tế như thế nào thì bắt một cái chị phải xây dựng em một cái hình ảnh, một cái hình ảnh ít nhất là ở trên cái trang cá nhân của mình đúng không ạ? Mình phải có những việc cần làm tốt. Trang cá nhân của mình thể hiện ra điều gì? Tôi là một người hỗ trợ, tôi là một người kiếm được tiền trên nền tảng này, tôi là một cái người mà có kết quả kinh doanh ở đây, ảnh đại diện và ảnh bìa và chuyên nghiệp. Ngày trước thì em chưa có bán hàng online, cái Facebook trang cá nhân của em, Zalo của em chỉ để chơi, ảnh đại diện nhiều khi
Em toàn để mấy cái con mèo, mấy cái con chó kiểu như thế, cây cỏ hoa lá cành, để cái linh tinh để theo tâm trạng, theo cảm xúc. Nhưng bây giờ tuyệt đối không. Ở cái điện, nếu như anh chị nào mà chưa để cái hình ảnh cá của mình giúp em là tìm, hoặc là chưa có chụp một cái tấm hình đẹp nhất, hình chân dung đẹp nhất, chuyên nghiệp nhất hay giúp em. Đương nhiên em không bảo với chị là ví dụ bình thường cái công việc của mình là em thì ví dụ như bán hàng ngoài cửa hàng thì bình thường mình ăn mặc quần áo bình thường mình bán hàng, thế xong rồi mình lại đi chụp cái hình doanh nhân mình đăng lên không được, nó lè quá, nó lè quá, người ta lại bảo mình cái nọ kia, nó chưa phù hợp, nó chưa phù hợp. Các chị chỉ cần giúp em là chỉnh chu đẹp nhất, đẹp nhất, nếu mình cảm thấy nó phù hợp với mình ở cái hoàn cảnh như thế này thì mình đăng lên ảnh bìa phải chuyên nghiệp đúng không ạ, có thể là một cái hình selfie, hình tự sướng tự chụp ấy. Đấy, hoặc là cái hình mà người khác chụp giúp mình, cái hình giản dị bình thường nó đúng với con người của mình nhưng mà nó chỉnh chu hơn một chút. Sau đấy các chị thiết kế chuyên nghiệp và thiết kế cho nó chuyên nghiệp như nào, ở góc độ là ví dụ thiết kế cái banner trên cái canva như thế này, như cái hình poster ngày hôm nay mà các chị nhận về nhóm ấy, nó chỉ còn đơn giản nên nó phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại và đăng lên cho nó chuyên nghiệp, mình không có để cái gì nó không liên quan. Đấy, để người khác nhìn thấy, ít nhất là gì mình không có cơ hội nói chuyện với người ta, nhưng người ta cũng biết à dạo này nó cũng bên online, nó làm bên copy đúng không mọi người. Đấy, và trên cái trang cá nhân của mình thì cũng phải xây dựng về công việc, khoảng 70% 80% là mình để về công việc, và tất cả mọi cái gì mình bóp lên nó phải đều liên quan đến công việc, nó phải đến phần lớn, tức là em không nói tất cả nhưng mà nó phải liên quan đến công việc và nó phục vụ cái công việc của mình và đều có mục đích là phục vụ công việc. Em thì ví dụ không, chị nào theo dõi cái trang cá nhân của em thì không thấy ngày nào em không đăng bài, một ngày em đăng ít nhất là một bài, hôm nào bận, còn hôm nào không bận thì phải là hai ba bốn bài đấy, nhiều nhất thì có thể 5 bài, nhưng mà 80% sẽ để là công việc, lúc thì công ty, lúc thì sản phẩm, lúc thì chia sẻ cái này cái kia về công việc, thậm chí là đăng những cái bài vui này, những cái bài câu like bắt trend thì cũng đều phục vụ công việc để hút like, để hút cái lượt tương tác vào và phục vụ cái công việc của mình đó. Rồi là những cái giá trị trao đi, những cái thông tin hình ảnh của công ty thì mình đăng thường xuyên, mình đăng thường xuyên đúng không ạ, bài viết bán hàng các thứ. Rồi cái kết quả kinh doanh, nếu mà muốn đi tuyển dụng thì mình phải thể hiện là mình có thu nhập, ví dụ tháng này kiếm được 5 triệu thì mình đăng 10 triệu lên đúng không ạ, tháng này bán được 10 triệu thì đăng 10 triệu lên, thậm chí là bán được một ít thì che cái kiểu mập mờ đấy, để người ta tự đoán đoán ra đoán non. Em không có xui mọi người là bây giờ đăng lên là phải lè người ta, không phải của mình kiếm không được, mình kiếm không được 50 triệu, mình kiếm không được 30 triệu, mình phông bạt lên làm cái gì đúng không, đến lúc người ta hỏi cách bán không biết bán, người ta hỏi cách nào làm được như thế không biết nói, thì mình sẽ đăng những cái gì chân thực nhất, chân thành nhất, và em tin chắc là nếu như mình đăng như thế thì người ta sẽ biết thôi đúng không ạ. Đấy, kết quả của mình có thì đăng lên, hoặc là gì mình giúp đỡ được những ai. Rồi, ví dụ mình giúp đỡ hôm nay mình chia sẻ với một một chị đại lý của mình thì sao ạ, tháng rồi vào, tháng đầu tiên vào chị kiếm được từng ngày, mặc dù chưa phải mình viết một cái bài lên, mặc dù là chưa phải một số tiền lớn nhưng mà ít nhất mình cũng đã giúp đỡ được người ta rồi, mình cảm thấy rất là vui, mình rất là biết ơn cái giải pháp kinh doanh này. Vậy thì nếu như ông mà đang muốn tìm hiểu về cái giải pháp này thì nhắn cho em sẽ chia sẻ với mọi người nhé, không có mất cái gì đâu đúng không, thì mình sẽ có những bài đăng như vậy mà mình đăng thường xuyên lên, và đặc biệt nếu như xác định là đi lan tỏa thì cái điều đó là cái điều mình cần phải thể hiện ra, và hãy nói ở mức độ chân thành nhất, biết làm sao để cho nó thật tâm nhất, người ta đọc thì cũng cảm thấy được đúng không. Em tuyển rất nhiều người có mối quan hệ vì như thế, thậm chí nha em có những cái danh sách khách hàng đúng không, mối quan hệ ở đây thì anh chị nào mà vào một thời gian mình sẽ được học cái này rồi, lên danh sách khách hàng, lên những cái mối quan hệ nào là gì ạ, bên nội bên ngoại, nhà chồng nhà mình đấy, bên vợ bên mình, bạn học, đồng nghiệp, hàng xóm, chi hội phụ huynh các thứ, là mình sẽ có nhiều những cái mối quan hệ. Vậy thì giúp em một việc là lên một cái danh sách, sau đấy mình lọc ra, nó không gì ạ, nó không bổ ngang, nó bổ dọc đấy. Nếu như không để bán hàng thì chúng ta để tuyển, chúng ta sẽ phân tích và chúng ta sẽ chia sẻ, thiết lập mối quan hệ mới và tăng cái độ tương tác gần gũi với họ dần dần để chúng ta chia sẻ công việc đó. Đừng nói là không có, chúng ta không thể xây dựng được danh sách khách hàng. Em có một chị đại lý lúc đầu vào nói là chị ơi xây dựng danh sách khách hàng đi, tối thiểu 300 người giúp em, tối thiểu 300 người thì mới kiếm được tiền. Thì chị bảo trời ơi, em ơi làm sao mà kiếm được, làm sao mà chị có nhiều mối quan hệ như thế được. Đấy, chị không không có nhiều mối quan hệ như thế đâu,
Thì sau một thời gian đó, em bảo là chị cứ làm đi, kiểu diễn ra em ví dụ riêng một cái lớp học cấp 3 của chị thôi là đã có khoảng 50 người rồi đúng không, chị lược lại đi kiểu diễn ra chị lên đi, về sau chị lên được hơn 300 người các anh chị ạ. Đấy, nên là có thể lên được cái khách hàng chị lên thôi. Và sau đấy là mình sẽ lên, sau đấy là mình sẽ có những cái kế hoạch để mà tiếp cận đấy, và luôn luôn giúp em là gì, xây dựng và giữ gìn cái hình ảnh của mình trên cái trang cá nhân. Em cũng có cái tài khoản Facebook, em có hai tài khoản, một cái tài khoản chính của em ấy là Loan, mỗi chị Loan với chị đấy, một cái tài khoản chính thì mình chỉ để phục vụ cái công việc kinh doanh Binopi thôi. Còn nếu mà muốn chơi muốn đăng xàm xí vớ va vớ vẩn, em có một cái fan khác đấy, chỉ đăng để giải trí thôi, chơi thôi, đăng theo kiểu cái ký tháng nắng chiều mưa ở cái đấy. Còn đâu thì đã phục vụ công việc là mọi động thái của mình trên cái trang cá nhân đó để phục vụ công việc, thì kể cả những cái mối quan hệ họ chưa có tương tác nhiều tương xứng với mình thì họ cũng biết là mình làm đúng không mọi người, thì mới có cơ hội để tuyển dụng họ được. Và phải nâng cấp bản thân mình dần dần lên. Ví dụ nhé, nâng cấp như thế nào, đơn giản nhất này, đơn giản nhất là gì ạ, đơn giản nhất là hình ảnh của mình chỉnh chu lên giúp em. Ngày trước có thể mình hay đăng thường ấy, các chị vào Facebook đúng không, các chị sẽ thấy cái nội dung mà người ta hay chia sẻ là cái gì, mọi người nói giúp em này. Mọi người động đậy cái bàn tay nhé, cái nội dung mà mọi người thấy là hay người ta hay chia sẻ nó là cái gì, nó là cái gì mọi người nào, thường là chúng ta sẽ thấy người ta hay chia sẻ những nội dung tiêu cực đúng không ạ, nào cướp, nào giết đúng không, nào hiếp đấy. Ba người em thì thấy là thường những cái nội dung như vậy họ hay chia sẻ, nhưng mình đi kinh doanh mình không có chia sẻ những nội dung đấy, những nội dung tiêu cực, những cái nội dung mà vớ vẩn thì là em sẽ không được chia sẻ. Mình hay chia sẻ và xây dựng những hình ảnh nào tích cực nhất, đẹp nhất, rồi là vì những cái hình ảnh mình chụp bình thường mình có thể đăng xàm xàm xí vớ vẩn vẩn được, nhưng mà nếu mà đi kinh doanh cái hình ảnh mình xây dựng nó phải chỉnh chu hơn, chỉ đăng cái đẹp thôi, còn những cái mà mình muốn đăng là kỷ niệm thì để riêng tư. Còn nếu mà đặt sâu ra thì là sẽ sâu những cái gì mà nó tích cực nhất đấy, làm sao và luôn luôn làm mới mình, luôn luôn làm mới mình, chứ đừng để một cái trang cá nhân, một cái gì, một cái profile mà vào cái toàn thấy bài bán hàng, toàn thấy cái gì 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 lâu thì ngoài kia có người đánh nhau vụ tay lắm, một cái vụ tay lắm ở đấy thì cũng đang về bê làm nên là cái tưởng của mình để làm cái gì, hoặc là một vụ đánh ghen mình tham gia mình cho một chân mình vào cái vụ chia sẻ để làm cái gì, không cần, nó chẳng có cái gì với mình cả, mình lan truyền những cái điều đó làm cái gì đúng không ạ. Cho nên là mọi cái mình đều phải xây dựng nó đẹp lên, kể cả những cái ảnh gia đình con cái, thậm chí những cái ảnh mình chụp xung quanh sản phẩm, chụp làm sao cho nó chỉnh chu nhất, sản phẩm các thứ thì mình cũng chụp không cần phải đẹp quá giống như ảnh mẫu thì không cần. Em thì đơn giản đây, cái chai nước hoa để trên cái bàn, dọn dẹp cái xung quanh đi, chụp làm sao cho đẹp nhất, những cái ảnh mình chụp với sản phẩm cũng là nó đẹp chỉnh chu hơn, thế là được rồi đúng không ạ, được không ạ. Đó rồi, một cái tâm thế nữa mà chúng ta cần phải có khi mà chúng ta đi chia sẻ, đồng cảm và chúng ta chấp nhận cái sự từ chối và xác định luôn giúp em, hôm nay cái danh sách khách hàng của mình lên là 20 người, chúng ta đi chia sẻ không kỳ vọng 20 người đó đều đồng ý, và hãy xác định giúp em là 20 cái người đầu tiên mà mình chia sẻ sẽ là 20 người đầu tiên từ chối mình. Cho nên nghe thì nó nhẹ lắm mọi người, nó nhẹ cực kỳ luôn đấy, xác định chắc vừa mới chuẩn bị mở miệng ra mình đã biết đó là mình nói cái điều này ra chắc người ta sẽ từ chối mình đấy, có thể người ta sẽ từ chối mình không đúng chắn, có thể người ta sẽ từ chối mình thôi, nếu như người ta từ chối thì người ta mất cơ hội, nhưng mà cái việc của mình là mình thấy ở đây tốt, ở đây ok thì mình chia sẻ với người ta, ở đây có những giải pháp thì những chỗ khác không có đúng không ạ. Thậm chí có nhiều người bảo là sao mà đi bán hàng phải mất phí, hay là sao mà ở đấy mất phí chỗ kia không mất phí, nói luôn những cái gì mà không có phí thường là những cái không có giá trị, ở đấy làm gì có được kèm cặp hướng dẫn mục một như ở đây đâu chị, ở đấy làm gì có hai cái app xịn sò chị bán hàng đâu đúng không ạ, ở đấy làm gì có những cái đấy, ở đấy làm gì có những cái người mentor ngồi đến 10, 11, 12 giờ đêm ngồi chia sẻ với chị đâu, làm gì có, đâu có được hướng dẫn mục một đâu, ở đấy vào kiếm được thì được không được thì thôi, làm gì có ai đào tạo cho mình chính sách bán hàng, ở đấy làm gì có cam kết bán phá giá với chị đâu đúng không mọi người, ở đây là bán phá giá cái là chết luôn, hoặc là gì
ở những cái khác thì làm gì có được cái chính sách là hoàn trả 90 ngày đâu, mà ở đây bọn em có, ở đây cái giải pháp này chúng em có, đúng không? Nó sẽ có nhiều cái đặc quyền và mình cũng đừng có đợi. Nếu như mà mình đã biết là ba cái việc mình cần phải làm là bán hàng, chia sẻ và chăm sóc, ba cái việc đó thì các chị đừng có chờ lúc mình giỏi mình mới chia sẻ, đừng có chờ lúc mà tôi phải có kết quả tôi mới chia sẻ. Chia sẻ luôn từ khi mình chưa có kết quả, cái tháng tháng mà em bắt đầu đi chia sẻ, cái tháng mà em bắt đầu đi chia sẻ thì cái hoa hồng em được 180 ngàn, nhưng mà em vẫn chia sẻ và em có rất nhiều những cái để mà nói, bởi vì em đã làm nhiều thứ rồi thì mình bắt đầu mình chia sẻ luôn. Và cái việc mà mình có chia sẻ giỏi hay không nó sẽ đến từ cái việc là mình làm nhiều và cái kinh nghiệm mình đúc rút ra nó như thế nào. Chứ còn nếu mà ngay từ đầu ấy, chia sẻ một hai người xong người ta từ chối mình ngừng thì rất là khó. Nhưng nếu mình được cọ sát với 20 cái lời từ chối rồi, công nhận với em mình đã có kinh nghiệm để xử lý từ chối tốt hơn và những lần sau, không ạ, đúng không anh chị? Mình làm càng nhiều cái gì mình làm càng nhiều, mình càng thuần thục, từ chối tôi càng nhiều tôi càng có kỹ năng tốt để tôi từ chối nó. Và đừng có đợi mình phải là có kết quả hay là đợi mình phải thành công. Nếu như mình không có những người đồng đội đi cùng mình từ những ngày đầu tiên thì bao giờ mới gọi là thành công lên C1, C2, C3, lên M, M1, M2, M3, đúng không mọi người? Cho nên là cứ làm điên cuồng. Em rất là thích cái câu là cho đi điên cuồng, cho đi điên cuồng, hay đơn giản là người ta vào kiếm được tiền. Mình chưa kiếm được nhiều như thế nào. Ví dụ em cái tháng đầu tiên em đi chia sẻ nhé, em có một cái chị đến từ một con hẻm, bây giờ chị vẫn làm, bây giờ chị vẫn làm, chị vẫn làm rất là tốt, tháng thì kiếm rất là đều đặn. Thì lúc đấy chị vào với em được 2 tuần, chị bán cái đấy là bán khu chen cho mọi người ạ. Xong rồi chị in là vào với em được 2 tuần, chị bán cái doanh số của chị một mình chị ăn được gần 1 sao, gần 1 sao. Thế xong rồi thấy chị kiếm được nhiều tiền hơn cả mình, bởi vì trước đó mình kiếm được có 180 ngàn, nhưng thấy người ta kiếm được nhiều tiền hơn mình rất vui, đâu cần mình có kết quả nó xuất sắc đâu, đúng không? Phải có những người đầu tiên đi cùng mình chứ. Thế giờ mình cứ làm, và đặc biệt giúp em là không xem bói, không có đi xem tử vi hỏi này kia xem là có làm hay không, làm thì cứ làm thôi, cứ làm với cái sự nhiệt huyết thì kết quả nó tự đến. Không có thấy, ví dụ như là có những anh chị thì đi xem rất là cẩn thận, đi xem nó hỏi hỏi là xem bói, người ta bảo là, hỏi người ta là có làm được cái này hay không, xong cái người ta bảo là em không hợp với cái mảng này đâu, không hợp với cái mảng này đâu, em đừng làm nữa. Xong về thầy nói đúng, không không làm. Lại kể tiếp mọi người một chuyện là cái hồi mà em bắt đầu đi bán hàng bên Robin, em bắt đầu là đi tuyển dụng thì rất nhiều người xung quanh nói với em là đó là cái tính của mày kiểu thẳng tính ý, kiểu thẳng tính mà thật thà ấy. Mày không hợp với bán hàng đâu, thôi đừng làm, tập trung vào làm cái công việc chuyên môn của mình đi, không hợp đâu. Nhiều người nói thì lắm nhưng em vẫn làm, bởi vì có một cái cô em qua quen qua online, bạn ấy bảo là bạn ấy cũng làm kinh doanh, bạn bảo chị ơi chị cứ làm đi, chị cứ làm điên cuồng cho em không tin là chị không có một cái thành tựu gì đâu sau mấy năm. Và đến bây giờ thì nhiều khi mình vẫn nhớ cái câu nói đó, mình nghĩ lại mà đúng thật. Mọi người nói về mình, cái mọi người nói những cái gì xung quanh đâu có quan trọng đâu, cái quan trọng là mình muốn cái gì, mình muốn cái gì và mình quyết tâm ở đâu, mình làm nó như thế nào. Và em vẫn luôn nghĩ rằng em không tin là em cứ nhiệt tình đi chia sẻ, em cứ nhiệt tình với công việc này, em thích mình với nó, sau 3 năm mà em không có một quả kết quả nào. Em luôn luôn nghĩ như vậy. Mình không tin là mình hết lòng hết sức mà mình không có một cái chút thành tựu này. Đấy, mặc dù bây giờ chưa hài lòng, nó vẫn rất nhỏ bé nhưng mà nó vẫn là những cái mình cảm thấy mình đã thực sự mình làm rồi người ạ, đúng không ạ? Và mình có một cái suy nghĩ nữa quan trọng, mình hãy nghĩ nó là cái quá trình gieo hạt, mình hãy luôn nghĩ nó là cái quá trình gieo hạt. Tại sao bây giờ hạt mình gieo càng nhiều, cái hạt nào tốt thì mình sẽ mọc thành cây, nó sẽ phát triển lên, còn hạt nào mình chưa tốt, hạt nào mà vật vờ thì nếu mà gặp cái điều kiện thuận lợi, ví dụ ngày trước chia sẻ với người ta thì nó chưa có cái gì để chia sẻ, cái ngày năm 20 chia sẻ có 200 sản phẩm thì gọi là trước cái gì nhiều để chia sẻ, nhưng bây giờ gần 3.000 rồi. Cái thời điểm này nó là cái thời điểm tốt, đúng không ạ? Thì họ lại thấy là thời điểm này nó ok rồi thì họ quay lại họ làm với mình, thì cái hạn mình đã gieo từ mấy năm trước bây giờ họ mới thấy tốt này, họ lại bốc máy lên họ gọi cho mình này, đúng không? Họ lại nhờ mình chia sẻ thêm cho họ một lần nữa thì mình lại chia sẻ thôi. Vậy thì cái thời điểm tốt thì nó lại lại tốt, còn cái hạn nào nó không tốt thì nó tự đào thải, vì kinh doanh nó là như thế mà, nó là quá trình liên tục đào thải. Kể cả bây giờ mình có kết quả rồi nhưng mà nếu mà thời gian tới thì không có phát triển lên thì mình cũng bị đào thải đấy, nếu đương nhiên, đúng không mọi người?
Cho nên là mình hãy nghĩ là mình là cái quá trình gieo hạt đi. Cái chị gieo nhiều hạt, 100.000 hạt, gieo thật nhiều hạt, hạt nó tốt thì nó sẽ lên thôi ạ, đúng không ạ? Mà mình làm đúng đủ đều mà không mong cầu, đừng có làm theo cảm hứng. Ngày hôm nay thấy là thấy người ta lên thấy người ta có thành tựu mới, thấy người ta kiếm được nhiều tiền, là cái tâm lý mình lại hừng lên, mình cũng muốn là kiếm được nhiều như họ. Cái xong về thấy bạn Loan sáng nay bảo là đi chia sẻ, đúng không ạ? Thấy bạn Loan bảo là làm đi, đúng không? Đi chia sẻ đi, các thứ rồi mình sẽ lên có những khoản thu nhập thụ động thì tốt lắm. Về hừng đi chia sẻ ra ngoài kia, cái người ta bảo không làm được thì là thôi nghỉ luôn. Cho nên là cái tâm lý mình phải vững và làm đúng đủ đều, đừng có mong cầu một cái gì cả. Quan trọng là mình muốn cái gì và mình biết là mình phải làm cái gì, và luôn luôn follow cái người hút, cái người mentor mình phát triển lên, đúng không ạ? Rồi quên sáng không bảo các anh chị là ghi lại, nhưng mà chắc chị nào mà học 5 giờ sáng nhiều mình sẽ có thói quen ghi chép, đúng không ạ? Chụp màn hình thế là có cái tí nữa là dọn bộ nhớ là xóa luôn đi. Tiếp theo chúng ta sẽ chia sẻ cho những ai, đối với em thì không có ai là không chia sẻ, bởi vì sao? Em nghĩ là tất cả mọi người đều có thể sở hữu một cái tài khoản kinh doanh cái copy đấy. Ví dụ cái người đầu tiên mình hướng đến là những người mà có thu nhập thấp và muốn kiếm thêm, đúng không mọi người? Cái người thứ hai và cái phần lớn mà chúng ta sẽ nhắm đến cái đối tượng là muốn kiếm thêm thu nhập, có thu nhập, có thu nhập thấp. Nhưng cái đối tượng thứ hai, anh chị có thấy là ở trong copy mình có rất nhiều anh chị đại lý mà họ là những người có điều kiện, họ cũng vào đây không ạ? Họ là người có điều kiện, thậm chí là có vị thế trong xã hội, họ vẫn vào kinh doanh không ạ? Mọi người có thấy không ạ? Có rất nhiều, đúng không ạ? Có rất nhiều người ta gọi là cũng ở cái mức giàu rồi nhưng người ta vẫn làm. Đôi khi là họ muốn làm ở cái họ có cái suy nghĩ là ở đây có thể giúp đỡ được người khác này, là họ cũng làm nhiều, đúng không ạ? Rất nhiều chứ không phải là nhiều. Đấy, ví dụ các mentor chúng ta họ có những cái điều kiện rất tốt nhưng mà họ vẫn làm. Đấy, hoặc là gì, họ muốn cập nhật những cái thông, những cái mới, những cái trend mới, để cập nhật những cái xu hướng kinh doanh mới thì họ cũng vào lobby. Đấy, cho nên những người có điều kiện là những người chúng ta cũng có thể chia sẻ. Hoặc là những người gì ạ, người ta muốn, người ta có điều kiện thì người ta vào đây, người ta có cái môi trường, có một cái nơi để họ mua được cái sản phẩm ra gốc, để họ được chăm sóc bởi những cái người chuyên gia, họ được tiếp cận với những nhãn hàng mới, thì có rất nhiều những người mà có điều kiện họ vẫn vào họ làm. Đấy, thứ ba, những cái người bận bận mà muốn kiếm thêm thu nhập. Đấy, bận mà muốn kiếm thêm thu nhập, ví dụ những cái người mà bà mẹ bỉm sữa, đúng không ạ? Người ta mong muốn là không cần phải đi ship hàng, người ta có thời gian trông con, người ta thấy là ngại với cái công việc kinh doanh hiện tại, phải cộng trừ nhân chia nhiều thủ công mệt, người ta cũng muốn được tiếp cận với cái công nghệ của chúng ta. Đấy, hoặc là gì, những cái người mà bình thường mà sống hơi nội tâm, sẽ muốn là gì đã được vào những môi trường tích cực như thế này, sáng nó dậy 5 giờ sáng xong rồi được tập thể dục sảng khoái người, xong rồi là được lên mục tiêu, xong rồi được làm việc với những các con người năng lượng và tự nhiên năng lượng lên. Em cũng không phải là người xưa, không phải là hướng nội nhưng mà thực sự hướng lung tung, nhưng mà mình thực ra là mình cũng không có thích là kiểu kiểu những cái môi trường mà kiểu năng động quá, được vào đây là mình bị thay đổi. Và bây giờ thì mình thấy rất yêu cái môi trường này luôn, bởi vì cái con người mình sau 4 năm thay đổi nhiều quá nên là mình cảm thấy rất là thích. Đấy, thậm chí là những người có cái khả năng ăn no, đúng không ạ? Những ai mà có cái khả năng ăn no thì đây cũng là cái môi trường mà làm cái lợi thế giúp cho họ phát triển được cái khả năng của họ và chuyển đổi từ những cái khả năng ăn nói, những kỹ năng, những cái năng khiếu thành cái thu nhập từ đây, đúng không ạ? Rồi có nhiều người thì vào đây chỉ để mua thực phẩm chức năng, chỉ để tiếp cận bác sĩ để mà được tư vấn thôi, có bệnh không, đúng không ạ? Rồi là những người săn sale vào đây để mua cho rẻ. Nói chung là đối với em thì tất cả những người xung quanh đều có thể sở hữu một cái tài khoản kinh doanh tại Shopee, vì kiểu gì chăng nữa họ vẫn là người có lợi. Cho nên là mọi người đừng có ngại, đừng có ngại, đừng có thấy cái người kia giàu rồi nghĩ là người ta không làm, đừng có nghĩ là người kia bận quá người ta không làm, cũng đừng có nghĩ là cái người này là cái tính người ta không được hướng ngoại, người ta không hợp với kinh doanh. Không đúng, em là một người từng như thế mà. Đấy, hay là những cái người mà những cái người mà kiểu cũng đau bệnh tật, người ta không mong muốn kinh doanh, bởi vì nhiều người vào đây đâu phải có một cái mục đích là kinh doanh đâu, cho nên là cái việc mình tuyển thôi. Em chỉ lấy ví dụ bây giờ
Em cũng có những người vào đây chỉ để săn sale thôi, vào đây chỉ để mua hàng, chỉ để mua hàng thôi, nhưng mà nó vẫn có lợi cho mình và có lợi cả cho họ, có lợi cả đôi bên, nên em chia sẻ hết, em không có ngại đi đâu, em như kiểu là nó đi dính vào mồm ấy chị. Đấy là em nói hết và nói rất là nhiệt tình luôn, cho nên là mọi người đón nó rất là nhiệt tình. Và nữa là giúp em là gì, bây giờ em chỉ về giúp em một cái việc nữa là khai thác cái mối quan hệ, khai thác cái mối quan hệ. Thì nếu như anh chị nào mà có cái danh sách tối thiểu là 300 người, em chúc mừng anh chị. Anh chị nào chưa đủ thì liên tục bổ sung em. Em không tin là anh chị dốc sức ra mà không có đi 300 người. Bây giờ coi như là lên danh sách như giống như kiểu mình đi mời cưới. Anh chị nào cưới rồi thì coi như kiểu như là mình ôn lại cái ngày mình đi mời cưới. Mình ngồi mình nghĩ cái danh sách bạn bè xung quanh của mình như thế nào. Thì mình làm như vậy, anh chị nào chưa thì lên dần đi đúng không ạ? Đấy. Rồi mình bắt đầu phân loại ra thị trường nào là thị trường nóng ấm đấy, thì mình bắt đầu là tiếp cận chia sẻ, thị trường nào là thị trường lạnh thì tiếp, thì bắt đầu là mình có kế hoạch để mà làm ấm làm nóng, và mình bắt đầu là lên lịch hẹn các thứ này đúng không ạ? Đấy. Có nhiều cách dễ lắm em, là như này này, nhiều những mối quan hệ mình biết đây là một cơ hội tốt, mình lên cái lịch alo thế chị có nhà không, nay qua tôi em cái món này hay lắm, em mới tìm cái công việc này thấy nó tuyệt vời lắm, em có cái này thích lắm, anh em mình anh chị em mình hôm nào gặp nhau đi để em chia sẻ cho đấy, xem có làm được cái công nào, thì mình bắt đầu lên lịch, thậm chí là đến nhà ta chơi hay là gì mời đi uống nước các thứ, thì mình để mình có cơ hội mình nói, hoặc là gì mời vào VIP đấy, thì tùy anh chị có rất nhiều cách để mình có thể tiếp cận và chia sẻ với họ được không đó. Và mình phải 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 lên cái kế hoạch chi tiết với từng người, với từng mỗi ngày 5 giờ sáng mình được 5 giờ sáng mình được hướng dẫn về cái cách lên mục tiêu, thì mỗi ngày mình giúp em mà lên mục tiêu là ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với 5 người 10 người đúng không ạ, 5 người 10 người thì mình sẽ tập trung vào những người đó, một ngày không thể nào mà lên được 5 người cũng lên được gọi là mấy chục cuộc hẹn được, nhưng mà 5 10 người em nghĩ có khả năng, có khả năng nếu mình tập trung, ví dụ như là gặp 5 người offline còn 5 người còn lại thì bế vào chương trình BBB đúng không mọi người, cách gì cũng được hết, các chị làm đều đặn như vậy cho em trong vòng thời gian là ít nhất là tìm 1 năm, 1 năm làm trường kỳ như vậy cho em, không tin là các chị không có thành tựu, các chị tin không ạ, em đã làm rồi và em không tin cái chuyện là nếu mà làm kiên trì như vậy mỗi ngày 10 người mà các chị sẽ không ra một ai, các chị không có thành tựu gì, không bao giờ có, nếu như mà không có thì trừ khi các chị không làm, hoặc trường hợp thứ hai là các chị làm sai thì các chị sẽ không có kết quả được chưa ạ, ok không ạ, ok thì comment là ok nhé mọi người đấy, và mình hãy tĩnh lại mình xem kỹ lại cái lý do của họ, cái lý do của họ là cái gì, phần lớn là muốn có thêm thu nhập, nhiều người thì muốn khám phá trải nghiệm này, rồi nhiều người thì muốn có cơ hội khu rừng tiết kiệm này. Có những người thì vào chỉ để mà giúp đỡ người khác thôi, thì mỗi người sẽ đều có một cái mục đích riêng, mục tiêu riêng đấy, thì mình sẽ nghiên cứu về từng người một và mình sẽ có những cái phương án cho nó phù hợp. Rồi có nhiều người thì vào đây nó sẽ có những cái rào cản, em có một cái rào cản như này này, tại sao thật ra thì cái thời điểm mà cũng gần 1 năm đầu tiên khi mà em làm copy em không có đi chia sẻ, thì cái rào cản thứ nhất là em lười học, không biết chính sách, không biết đấy là gọi là không biết thì không làm, nhưng có một cái rào cản nữa tại sao em không học chính sách, bởi vì em có một cái suy nghĩ là sao mà đi tuyển dụng nó cứ giống như là làm bảo hiểm ấy nhỉ, sao mà đi tuyển dụng nó cứ giống như là làm đa cấp ấy nhỉ, có anh chị nào nghĩ giống em không đấy, ngày đấy em cứ nghĩ như thế, xong em bảo là mình ghét đa cấp, mình rất là ghét đa cấp, mình rất là ghét là bảo hiểm, mình thấy cái hoạt động đi tuyển dụng rồi nó cứ như kiểu nó lôi kéo ấy nhỉ, mình cứ nghĩ như thế bởi vì không hiểu chính sách mà, mình không hiểu, mình cứ nghĩ là cái chính sách của mình nó sẽ có làm sinh kiểu là theo kiểu là những cái kênh phân phối bây giờ người đang làm, ví dụ chiết khấu 40% nhá, ví dụ chiết khấu là 40% đúng không, ông A ăn 10%, ông B 10%, ông C thì 10% như kiểu thế, mỗi người được có ít ít thôi, thì sau rồi là mình nghĩ là theo kiểu nó giống như những cái mô hình trước đó. Đại loại là mình sẽ nghĩ là nó giống như những cái mô hình như này kia, nên là mình không có đi làm, xong mình sợ người này nghĩ nói là đấy nó lại làm đa cấp đấy, nên là em không có thích, nhưng mà em vẫn làm các chị ạ, nhưng em tại sao cái thời điểm đó trước khi mà đi lan tỏa đi chia sẻ em vẫn làm, bởi vì là em thấy cái chiết khấu nó cao,
Nhưng chị có biết năm 2020 nha, Robin làm cái mô hình mới thì có những sản phẩm chiết khấu lên đến 50%. Tao chưa từng thấy ngày xưa em làm bán hàng online ôm hàng nhé, ôm hàng mấy chục triệu mà chiết khấu được có khoảng 20% thôi. Rất cao. Tức là cái ôm rất là nhiều hàng nhưng cái chiết khấu nó thấp, nhưng mà ở đây thì cái hoa hồng rất cao lên đến 50%. Bởi vì mình cứ nghĩ là tốn cái này cái kia nhưng mà mình vẫn làm vì nó chiết khấu cao đấy mọi người ạ. Đó. Và mình sợ người ta dị nghị lắm. Thế cho nên là bỏ qua đi đúng không? Bỏ qua đi, mình phải làm thông cho người ta cái đó. Ở đây cái môi trường này nó là như thế này, cái chính sách này nó khác cái bên ngoài kia này, đúng không ạ? Rồi là gì, nếu mà sợ bán không ai mua chứ gì. Đây có em đồng hành đây, em ngày xưa cũng thế, em cũng sợ bán không, nhưng bây giờ em bán được rồi đấy, đúng không mọi người? Đó, rồi là sợ mất uy tín, có cái gì đâu mất uy tín. Thế này báo chí này, VTV này, đài truyền hình đều đăng về để đọc tin, có cái gì mà mất uy tín ở đây chứ đâu, bỏ ra khoe đúng không mọi người? Robin có gì chị khoe hết cho em đấy. Rồi là sợ không sắp xếp được thời gian. Em nói thật với các bác đúng không ạ? Mình nói luôn với họ, em nói thật với bác. Nếu mà làm copy mà còn không có thời gian để làm cái gì có thời gian bây giờ. Ngày xưa em đi bán hàng online, làm giờ hành chính, bán hàng. À, làm giờ hành chính từ sáng đến tối mới về nhà. Và đi bán hàng online, về bắt đầu là check đơn. Xong rồi đóng hàng, xong rồi gói hàng. Em đi ship hàng đến 10 giờ đêm, em chồng mới nhìn thấy mặt nhau, cái chị có tin không? Đấy, làm thì cái ngoài kia thì nó là như vậy, nhưng ở đây ngồi có mỗi trên áp, ngồi vừa ăn vừa trông con vừa giúp đùi, thậm chí là vừa đang ôm chồng ôm con vẫn còn lên đơn được, chứ không làm thì làm cái gì, đúng không mọi người? Và cái một cái quan trọng nữa là người ta chưa thực sự tin tưởng, chưa thực sự tin tưởng thì mình phải thông cho họ biết, họ mình phải củng cố thêm cái niềm tin cho người ta. Cái thông tin thì họ mình cho họ được, đúng không ạ? Thông tin thì mình cho họ được, nhưng cái niềm tin thì phải củng cố và giúp họ dần dần thì họ mới tin. Ngày hôm nay chưa tin thì ngày hôm sau người ta sẽ tin. Em có những khách hàng đến cả 1 năm 2 năm mới quay lại hỏi em, người ta cần rất nhiều thời gian để củng cố cái niềm tin, thì mình giúp cho họ có cái niềm tin sớm thì người ta tới có thể là làm với mình được. Tin rồi thì chia sẻ họ cứ gạt đi như kiểu lừa đảo đó. Đó, nhưng mà cái mà về chia sẻ, cái mà khi mình đi chia sẻ đấy thì cái tâm lý nó quan trọng lắm chị, đừng có kỳ vọng. Và đặc biệt là mình phải có những cái niềm tin vững chắc, mình phải có những cái thông tin để mình chia sẻ với họ, chứ mình không có nói nhầm cái cuội, đừng có mỗi câu là em với nó đi hay lắm và làm đi, ai mà tin, ai mà tin, đúng không ạ? Bây giờ kể cả như nhãn hàng, em vào em mua hàng, em ví dụ cái lọ lọ tẩy trang đi, mua hàng mà vào em học sản phẩm mà họ có nói là em cái này tẩy thích lắm, em chẳng tin, em phải tự đặt về em dùng, tự em trải nghiệm và tự em có niềm tin thì em mới tin. Còn, còn cái suy nghĩ của mình luôn luôn nghĩ là của ông thì kiểu gì ông chẳng nói là nó tốt, của ông kiểu gì ông chẳng nói là nó hay, đúng không mọi người? Đúng không ạ? Kiểu gì mà họ chẳng nói như vậy, và cái người mà mình chia sẻ họ cũng nghĩ như vậy, mày làm copy thì kiểu gì mày chẳng nói là hay, đúng không? Cho nên là mình phải giúp họ là có một cái niềm tin, và làm thế nào để chạm đến cái niềm tin của người ta thì chính mình phải luôn luôn có cái sự chân thành, đề cao cái sự chân thành. Tôi thật tâm muốn đưa cái giải pháp này đến cho bạn. Tôi thật tâm muốn chia sẻ với bạn một công việc tốt không có rủi ro, bởi vì tôi đã từng rủi ro rồi. Tôi đã từng rủi ro rồi. Tôi khuyên bạn thật lòng, tôi chân thành khuyên bạn, tôi chân thành mong muốn bạn. Tôi có rất nhiều những người tôi biết, thậm chí mình chưa có thì mình có thể nói. Tôi biết rất nhiều những người giống như bạn, họ cũng đã từng nghi ngờ giống như bạn, nhất họ đã dám bước chân vào, có 3.000 một ngày thôi, mà thậm chí là không cần mất 3.000 đến, nhưng mà có chương trình miễn tặng tặng phí nền tảng, bỏ sức ra làm không mất cái gì cả, bạn làm đi, thật sự là tôi chân thành muốn giúp bạn, đúng không ạ? Đấy, đúng không mọi người? Thì em nghĩ là cái sự chân thành nó mới chạm đến cái trái tim. Còn nếu mà cứ nói hay đến như thế nào trong nữa, nó tốt như thế nào trong nữa, cung cấp thông tin như thế nào trong nữa, nó thiếu đi cái sự chân thành thì cũng rất là khó để có thể chạm đến được chưa? Và một cái nữa đấy là gì, chốt, chốt đúng không? Cái chốt này quan trọng này, mình dành thời gian tâm sự hỏi han tất cả một cái, đừng có xoay quanh một cái công việc thôi, đừng có xoay quanh một cái công việc thôi, mình phải có những sự đồng hành hỏi han và khai thác thêm, thậm chí là theo cái bán hàng đường thẳng của mentor Hoàng Vũ, mentor Phạm hay đào tạo của mình ấy, thì mình phải có những cái gọi là điều điều hướng tâm lý, điều hướng với tâm lý đấy. Thì xong rồi cuối cùng thì hỏi ra là
Bây giờ cái thu nhập như thế bạn đã hài lòng chưa? Cái cuộc sống như thế bạn đã hài lòng chưa? Đấy. Và nếu như bạn đồng hành với tôi thì bạn được cái gì? Đầu tiên sẽ có tôi luôn đồng hành cùng với bạn và tôi đi cùng với bạn. Ở đây có anh chị nào mà mình có người đồng hành một mình, chị đã có người đồng hành với mình chưa? Trong dung của mình này này, đồng hành một một có đúng không ạ? Có đúng không anh chị? Chắc chắn là có rồi. Luôn luôn là có những người đồng hành với mình, trừ khi là mình không muốn, là mình không tương tác với người ta thì người ta sẽ không không giúp đỡ mình nữa, người ta đi giúp đỡ người khác cho nó rồi, đúng không ạ? Còn trừ khi đến mình muốn thì mình vẫn luôn nhận được cái sự cam kết đồng hành với nhau, có đúng không anh chị? Đúng không này, đúng không? Cái tầm này chắc là tỉnh ngủ hết rồi nhưng mà không biết là còn tập trung không đấy. Và cuối cùng một cái câu hỏi chốt, thì anh muốn làm ở những chỗ trải nghiệm hay là đại lý luôn? Theo em cái chương trình tháng này là miễn ký quỹ thì làm đại lý luôn. Bởi vì sao? Đăng ký 599.000 cái phí sàn thì đã được chiết khấu đại lý rồi. Sau đó lên cái đơn 1 triệu thì được chiết khấu đến 300-400 ngàn, thì coi như là bỏ ra tầm 500-700 là được chiết khấu đại lý rồi. Thì tận dụng chương trình này 1 năm 1 lần, chưa bao giờ có. Đăng ký luôn cho em đi, đăng ký luôn đi chị ạ. À, em khuyên thật đấy, chưa bao giờ có đâu, em khuyên thật đấy. Bao nhiêu chị còn đang tị cái kiểu đấy, ngày trước em nói một phải chi quỹ 2,5 triệu, cũng đóng phí sàn chi quỹ 2,5 triệu, tổng là 3 triệu. Bây giờ không có, tháng này là tháng duy nhất từ giờ đến cuối tháng. Thôi chị đừng suy nghĩ nữa, chị làm luôn đi. Con bảo này, bây giờ vào mua đăng ký 599.000, em giúp chị đấy là em giúp chị là làm cái chương trình miễn tặng luôn phí nền tảng, không mất nhá, coi như đòi, coi như lấy người đòi lại, mà là coi như là cái đấy là mình không mất nhá. Còn cái sản phẩm bây giờ em bảo chị này dễ lắm, lấy một lấy 2 cái chai dầu rửa bát, 2 cái bọ nhà vệ sinh, đúng không? Rồi lấy 1 cái thỏi son, chị em mình ai chẳng phải son, các anh mình làm hộp sâm, thế là được xong cái đơn 1 triệu. Thì tôi chiết khấu đi 300-400 ngàn, thế là mình vừa có cái sản phẩm trải nghiệm, mình vừa có cái công cụ để đi tư vấn khách hàng, mình vừa có công cụ để live stream, mình chẳng mất cái gì cả. Bây giờ anh chị không làm thì bao giờ làm, đúng không ạ? Đấy, đúng không mọi người? Đúng không ạ? Đúng như comment là đúng nào, cứ thao thao bất tuyệt mà không comment thì em buồn lắm đấy nha. Rồi tiếp theo này, nắm vững cho em cái kỹ năng ABC. Kỹ năng này được học rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Kỹ năng ABC là cái kỹ năng em hay gọi là kỹ năng nhờ vả, kỹ năng mà gì ạ? Tìm kiếm sự hỗ trợ và giúp đỡ. Đấy. Mình phải có làm tốt kỹ năng này, các chị không làm tốt kỹ năng này thì cho dù các chị tuyển 1.000 người nó không thể tối ưu được cái kết quả kinh doanh của mình. Cho nên là cái này là một cái kỹ năng quan trọng, anh chị nào chưa học thì chị phải học ít nhất 3 lần, ghi chép đầy đủ ít nhất là 3 lần, và nắm vững giúp em về cái điểm 10 của công ty. Công ty có nắm vững giúp em là mình sẽ có 3 cái điểm 10 khi mình đi tuyển dụng. Điểm 10 thứ nhất là điểm 10 về công ty. Công ty mình có cái gì, các chị ghi ra giúp em, chuẩn bị hết giúp em có cái gì. Đấy. Có những cái gì về về thông tin về công ty, thông tin tích cực, báo chí nói gì, đúng không ạ? Công ty mình có những trung tâm xử lý ngân hàng nào, đội ngũ ban lãnh đạo ra sao, đã hỗ trợ chương trình gì, các chị show hết ra để hiểu kỹ. Các chị xem ở cái chương trình BBP, anh chị nào mà chưa nghe thì nghe lại xem là công ty có cái gì thì show ra. Đấy. Rồi là gì, cái niềm tin nữa, đúng không? Điểm 10 nữa là điểm 10 về sản phẩm. Sản phẩm trên kệ Shopee có cái gì ưu thế hơn so với những sản phẩm ở ngoài tiệm? Đương nhiên là có nhiều giấy tờ pháp lý này, nguồn gốc rõ ràng, hầu hết là toàn làm việc với tận nhà máy, đâu có trung gian đâu. Rồi nữa, bây giờ cũng quá giờ rồi em sẽ không nói kỹ nữa nha, slide này slide cuối. Một cái nữa là cái điểm 10, cái niềm tin về bản thân mình, xây dựng cái niềm tin về bản thân mình. Đấy, mình phải luôn luôn xây dựng mình là một người đàng hoàng, mình phải luôn luôn xây dựng mình là một người có kết quả. Kết quả thì không phải là phông bạt nha, phông bạt người ta phát hiện ra sau này người ta bỏ là vẽ mặt ấy. Nên là kết quả phải xây dựng thật, nếu như mà ngại, nếu mà nó chưa rực rỡ, che che lên nửa kín nửa hở, che rồi đăng lên rồi chia sẻ, thậm chí là nói không cụ thể. Ví dụ họ hỏi mình là em ơi có kiếm được tiền không, đúng ạ? Ví dụ họ hỏi mình là em ơi có kiếm được tiền thật không, đấy em vào đây cũng kiếm được một khoản từ ngày này, đúng không ạ? Từ ngày này, nhưng mà thôi em ngại chia sẻ lắm, em ngại chia sẻ lắm. Mặc dù ví dụ nó là 2 triệu, em ví dụ là 2 triệu mình cứ treo rồi, mặc dù nó chưa là cái gì cả,
vì ở trong này có những chị kiếm được những con số như là 10 triệu trở lên, 5, 7, 10, 20 triệu, 30 triệu. Có những người kiếm được như vậy nhưng của em ít có, thôi em che lại. Em che lại nhưng em kiếm được. Anh chị yên tâm, em đã kiếm được rồi, em sẽ hướng dẫn cho anh chị kiếm được giống em. Đúng không ạ? Đấy. Niềm tin vào bản thân mình rồi mình như thế nào, mọi cái là mình vẫn đề cao sự chân thành, chân thực. Đấy, mình giúp đỡ những ai, mình chia sẻ những ai những câu chuyện, kể cả như là ví dụ nha, trong cái nhóm của mình đúng không, những cái người mình không trực tiếp hỗ trợ nhưng mà họ vẫn kiếm được tiền thì các chị hoàn toàn có thể kể với cái người mình đang định tuyển đó, là anh chị này trong nhóm em, mình không có nói là em trực tiếp hỗ trợ nhưng mình nói là anh chị này trong nhóm em, đây là hôm qua mùng 10, hôm kia mùng 10, họ khoe cái khoa học lực từng này đấy đấy đấy, trong nhóm em cứ nói như vậy, mặc dù trong nhóm của bên giờ nó cũng bạn, hoặc là trong cái nhóm lớn của anh chị, trong nhóm em là một của anh chị, thì mình cứ nói trong nhóm em đi đúng không? Đồng đội của em đấy đấy, được không mọi người? Mình nói tức là mình chả nói dối mà mình nói như kiểu chung chung nhưng mà vẫn là đưa kết quả lên đấy. Thì mình sẽ phải có một quá trình hành trình để xây dựng, thì đấy là toàn bộ cái nội dung mà em muốn chia sẻ với các anh chị trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Em cũng rất là hy vọng rằng các anh chị có thể áp dụng được, mình sẽ phát triển trong cái thời gian tới anh chị nhé. Rồi thì chắc là em sẽ chẳng MC chắc còn đâu, tầm này chắc một có lẽ là em sẽ kết thúc cái dung này luôn. Thì chúc anh chị là thời gian tới mình có thể là tận dụng cái mối quan hệ của mình phát triển, mình sẽ kiếm những cái thu nhập thật tốt từ marketing. Và một cái lời khuyên thì cho anh chị là sau rất là nhiều những cái mất mát ở bên ngoài, sau rất nhiều những công việc kinh doanh ngoài kia em đã làm kết hợp, thì em có thấy Shopee nó là một cái giải pháp mà mình nên đi đường dài, đừng có nóng vội ngày một ngày hai mình phải thành công. Quan trọng là mình phải làm đúng, quan trọng là mình phải kiên trì đấy, mình phải rèn luyện. Và một cái điều nữa là tất cả những cái công việc ngoài xã hội thì cái nghề bán hàng như chủ tịch Sơn đã nói, nó là một cái nghề mà không bao giờ chị đói, không bao giờ chị đói. Và nếu như mình là một cái người có kỹ năng bán hàng tốt thì chắc chắn là mình không chỉ không đói, mình còn có thể giàu nữa cơ. Và nó phải cần có một cái thời gian để chúng ta trau dồi. Đấy là tất cả những điều mà em muốn nói với tất cả các anh chị. Rồi, bây giờ kết thúc cái phần dung thì mọi người có thể mở mic lên chào nhau, mình bắt đầu ngày mới nhá. Chúc mọi người là ngày cuối tuần thật là vui vẻ và bão đơm nha các anh chị nhá. Em xin được dừng cái phần chia sẻ của mình tại đây. Chào mọi người. Cảm ơn Loan nha, chúc mọi người ngày mới là có thật nhiều là năng lượng và nhiều đơn hàng nha. Dạ bác chị Loan, cảm ơn ekip, chúc mọi người bão đơn cuối tuần nha. Cảm ơn Loan nhiều nha, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha, có nhiều đơn nha. Muốn có ăn mãi.